một vị tướng của Việt Nam, ngài là Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Và trước mắt anh chị đang được nhìn ngắm đó là một mẫu tác phẩm bên em hoàn thiện trên phôi gỗ ngọc am, một cái dòng gỗ có mùi hương tinh dầu rất là thơm. Tổng chiều cao mẫu tác phẩm này là 82, chiều ngang 24 và chiều sâu là 18, đục tứ diện và liền khối 100% cho em trai. Và với mẫu tác phẩm này thì bên em đang giao lưu với mức giá chỉ là 6 triệu 800 ngàn đồng và bên em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi khi mà nhắc đến ngài Hưng Đại Đại Vương Trần Quốc Tuấn thì là một nhà vua đấy, họ Trần ngài rất giỏi và cũng đã có những chiến lược đấy, đưa ra để giành được chiến tích thành công và thắng trận trong mọi trận chiến anh chị nhé và khi mà tiến máy quay sát lại gần tác phẩm thì anh chị cùng được nhìn ngắm cho em đó là cái chất gỗ của dòng gỗ Ngọc An. dòng gỗ Ngọc An thì có rất là nhiều phôi nhưng mà để mà làm ra những mẫu tác phẩm này là bên em phải tuyển chọn phôi để làm ra những mẫu tác phẩm đẳng cấp lên cho tác phẩm nó đẹp hơn rất là nhiều và đây nhìn ngắm sát lại tác phẩm thì anh chị cũng được nhìn thấy cho em đó là những cái phần vân gỗ đấy, vân gỗ ngọc am mà xin xít bé lại gần nhau như thế này thì uh, chứng tỏ là một phôi gỗ ngọc am rất là già đanh nhá à, và đầu tiên như anh chị đang được nhìn thấy đó là thần thái của ngài hưng đạo đại vương trần quốc tuấn đây anh à, ngài đang đội trên đầu đó là một cái phần uh, vạt vải rất là đẹp đấy, tóc này và cũng như bộ râu là bên em đục tỉa tơi tư từng sợi à, một tay của ngài thì đang chống vào chuôi kiếm còn một tay của ngài thì đang cầm đó là cuốn thư với dáng thế đứng rất là đẹp anh chị nhá đấy uy nghiêm rất đẹp trên một cái bệ đế và phần bệ đế này của bọn em thì có khắc luôn dòng chữ quốc công thiết chế hưng đạo đại vương trần quốc tuấn và có những cái họa tiết hoa văn cổ ở bốn góc rất là nổi bật cho một tác phẩm này và đây là tứ diện đằng sau đó đấy, đằng sau thì uh, ngài đang khoác đó là một cái tà áo choàng rất là đẹp nha các bạn nhá rất là đẹp và với một tác phẩm này thì em đang giao lưu với giá chỉ là 6 triệu 800 ngàn đồng thôi Em nghĩ rằng với cái mức giá 6 triệu 800 ngàn đồng mà để sở hữu được một mẫu tác phẩm mà cao lên tới 82 là một cái mức giá rất là êm. Để anh chị nào đang thật sự thiện chí quan tâm tới mẫu tác phẩm này thì có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua bên em đồ số hotline quen thuộc 0789-336-318 hoặc 0966-336-318 để em trai à, à, có thể à, gửi những hình ảnh chi tiết và tư vấn cụ thể hơn anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Xin chào ạ.